Đêm nhạc phòng trà nở rộ, nam em tăng phúc, vụt sáng thành sao trong ca hát. Đời sống âm nhạc trong năm 2022-2023 có nhiều thay đổi, góp phần cho những ca sĩ trẻ như nam em tăng phúc tỏa sáng. Từ khoảng nửa cuối năm 22 đến nay, làng nhạc Việt trở nên rộn ràng bởi sự xuất hiện của nhiều đêm nhạc phòng trà, đêm nhạc gần gũi với thiên nhiên. Nếu trước đây khán giả dành sự quan tâm cho chương trình thi thố ca hát trên truyền hình, thì đến thời điểm hiện tại, các đêm nhạc để ca sĩ hát live, khoe giọng hát, cảm xúc lại được ưa chuộng nhiều hơn. Từ đó, những ngôi sao phòng trà mới xuất hiện ồ ạt như Hà Nhi, Tăng Phúc, từ vị thế ca sĩ kém tên tuổi, bỗng vụt sáng trở thành cái tên đắt show. Trong khi đó, Hòa Khôi Nam Em cũng gây bão mạng xã hội suốt thời gian dài vì những bài hát live ấn tượng ở đêm nhạc phòng trà. Bên cạnh đó, các đêm nhạc được tổ chức tại Mây Lang Thang Sài Gòn cũng trở nên ưa chuộng. Trong một tháng, các phòng trà Đồng Dao, Không Tên, Vừng, Chợ Gạo sáng đèn liên tục. Nếu không làm live show riêng cho ca sĩ thì phòng trà cũng tổ chức đêm nhạc, quy tụ nhiều gương mặt bán vé. Nói về việc bán vé cho đêm nhạc phòng trà, các phòng trà lên tiếng, hiện nay nam em rất là đắt show. Những đêm diễn có nam em hầu như bán hết vé, chỗ ngồi đều đặt hết. Bản thân Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long rất bất ngờ vì âm nhạc của mình ưa chuộng trong các đêm nhạc phong tra. Nam em gây chú ý từ khi bản cover ca khúc Đế Vương của cô được chia sẻ trên TikTok và YouTube. Sau này, nhiều phòng trà liên hệ với nam em để tổ chức live show riêng cho cô. Nam em là ca sĩ quen mặt ở đêm nhạc ngoài trời diễn ra tại Đà Lạt. Từ thành công của nam em, Bạch Công Khanh sau đó cũng nổi lên theo. Nam em cho biết, nhờ đi hát phòng trà liên tục mà cô tìm lại chính mình sau khoảng thời gian chơi vơi vì ồn ào đời tư. Không chỉ riêng nam em, Tăng Phúc hay Hà Nhi, nhiều ca sĩ có chất giọng nội lực khác cũng trở nên đắt show. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.